là những người còn, mà kỷ niệm mà khi mà đã xa rồi khi về cái nơi mà phải nói là vì cái công việc á, à, đi đâu bên đây và bên Nhật cũng rất là xa quý vị. Ơi anh ơi, à, em kia cái máy alo sạc năng lượng vô. Chị này đến từ Đồng Tháp đến đây để hấp nhanh cho cô nghe sẽ dụ lên vào chiều tối, vào chiều muộn nhé các bạn. Anh nói gì em mới nghe. Anh nói gì sao? Dạ. Có anh. Anh ơi, em đang cúng á, có gì tí xíu gọi là sao ha, em đang cúng à, dạ anh thông cảm nha. Mệt quá ha, cố gắng em ơi. Chỉ biết hai từ cố gắng thôi quý vị. Anh có mệt không? Anh phải nói là mà trả lời nhưng mà phải cũng vì của bác cho nên là cũng ủng hộ. Ê, tính là mình mấy tháng rồi mình đâu có thấy ngày chủ nhật đó ha. Trời ơi, sáng tối luôn á, không có thời gian chị giá đâu. Đâu rồi. Anh toàn là sáng vô chiều về anh không có đi chơi luôn. Con gái hả? Ơi, kiểu này sẽ cái gì mà không có thời gian đi chơi với gái trời. Thiệt luôn á, từ lúc cái lúc mà quay đen cậu là từ sáng sớm đến chiều tối 6 giờ mới về thiệt mà. Không thời gian. Giờ tính bây giờ mình đi chơi với gái. À, cô gái đi chơi luôn đó. Bữa giờ gái luôn nhiều mà. Hả? Bữa giờ gái lại đây cũng nhiều. Toàn gái nó chị Zalo không à? Ờ. Chỉ cái thực tế không con. Dạ anh cúng xung quanh chưa? Thì anh cúng. Thôi giờ mình có gì để mình cầu đi rồi mình sẽ được một nửa kia sớm sớm. Ok mai đẹp quá cô chú. Có để góc hay nè. Là nó vẫn còn nắng vậy mà chú. Ở trời nắng chú nào. Đi mình né đây luôn đâu rồi luôn. Cái đây là 14 tháng chạp là cái chạp của mình lặt lá ha, cho nên ở ra ra bông. Cái mai đây là người ta bỏ sâu nhiều cho nên người ta không biết mai nó. Vâng, vừa gọi là một cô làm lại là xong. Bây giờ chúng ta cùng ra phỏng vấn cho phỏng vấn cô nhé. Bây giờ là chiều khoảng 5 giờ mấy nhé các bạn. 5 giờ mấy. Chị Nhi ở đó đang tụng kinh cho cố người sĩ Vũ Linh nhé. Và chú Đại Bi chứ. À, bây giờ đã dọn dẹp vô rồi các bạn, đầy mấy con nai, mấy con hưu ở đây nó vô, nó cắn, nó phá hết các bạn. Cho nên phải dọn dẹp như vậy để cho nó đừng có phá nhé các bạn. Mấy cái nhang trái đều nha. Hồi nãy hai cây này nó trái khúc đó nó tắt. À. Nên 15 bếp đốt lại đó. Thấy đỏ bên trong không ốc tiêu? Đỏ bên trong thấy không? À. Thấy không? Thấy. Nhưng mà cây này nhìn kỹ nhé mà. Cây màu đỏ rồi. Thấy không? À, thấy. À, ốc tiêu có bao giờ ăn củ ống chưa? Dạ, có. Rồi. Em ăn rất là nhiều lần rồi đó. Bữa nay tới cậu Nam ăn nè. Củ ấu ăn giống như là cái hột mít vậy á. Ăn bùi bùi giống như hột mít vậy, ngọt ngọt. Tự Tiêu nói là củ ấu nên nấu giống như là củ ấu chứ. em đâu có chơi chẹn đến vậy đâu anh. Củ ấu này là cô mua từ dưới đầm ấp đó cô. Bây giờ là cái cô với em... Dạ. Dạ.
Vậy là giờ bây giờ đừng áp rồi con. Bây giờ đã dọn dẹp hết rồi nha các bạn, dọn dẹp hết chuẩn bị đi về. Bây giờ 5 giờ mấy rồi các bạn, bây giờ chuẩn bị đi về nhé. Dẹp hết sáng mai lại cất vô nhé các bạn. Ê quên, xin lỗi, sáng mai lại... nói chung là đem ra cho ngôi mộ của người Triệu Linh đẹp hơn á các bạn. Chị Nhi của chúng ta thì đang tụng kinh chú Đại Bi cho cố người Triệu Linh nhé. Ngôi mộ cụ cố người Triệu Linh thì ở trong kia. Nó lâu lắm rồi, 3 tháng rồi. Bớt cái lại rồi. Nó móc rồi nha anh. Móc không? Phải móc không? Nó móc cái gì nữa? Không phải móc đâu, nó bị lem màu á, nó nghĩa là mưa nè. Hay là mưa nó mới bị hư. Thì cũng lâu quá rồi, 3 tháng rồi. Hoa giả mà nó còn vậy nữa, muốn gì là hoa thật. Cô chú chị xem nè. Bước cho vô nó bếp lại nhau hết rồi. Như một cục thôi cô chú chị này vậy nè. Đó, nè. Hình này cái nhà tròi hình. Hình này bị lấy. Ủa, nó bể cái khung rồi hả? Bể lâu rồi. Hồi sáng thấy nó, hồi sáng nó rớt rồi, chỉ có vậy thôi đúng không? Hàng gì nó ngã lên. Đúng rồi. Nó bay màu rồi cô chú chị. Bay màu hết luôn rồi. Nó không có cái khung á, nó bay màu. Còn có cái khung thì nó giữ lại lâu một chút. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây. Vâng. Tôi muốn hỏi rằng người điên hay tình, thật tiếng ra hoài để bán một dần trăng. Đã mấy đêm rồi người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn gọi người để mua được một dần trăng, nhưng chỉ sợ rằng trần gian u tối. Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Mấy chị bạn của chị có biết hát không? Hả? Hát hay quá luôn. Đứa nào cũng biết hát. Ôi, bốn chị ra làm một bài luôn. Bốn chị ra làm một bài đi chị. Chị đang đói bụng nên cũng cao mỏi. Khán giả muốn nghe giọng ca của chị lắm nè, hiện tại mấy chị đứng lại chụp tấm hình đi mấy chị. Mấy chị đứng hiện tại là